Với phương châm chống dịch an toàn từ mỗi cá nhân, mỗi tập thể là góp phần ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19, chủng mới SARS-CoV-2 cho xã hội. Trong những ngày chống dịch đầy căng thẳng vừa qua, có một ngôi trường đã chủ động đưa ra nhiều cách làm hay, thiết thực để bảo đảm an toàn cho sinh viên, giảng viên nhà trường, cùng chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Ngay từ những ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ hỗ trợ sinh viên phòng tránh COVID-19 của Đại học Đông Á đã được kích hoạt. Quỹ đã huy động sự đóng góp lên đến hàng trăm triệu đồng từ ban giám hiệu, thầy cô giáo, nhà trường và các mạnh thường quân trong cuộc tiếp sức sinh viên vượt qua đại dịch COVID-19. Từ quỹ này, hàng ngàn suất hỗ trợ là các nhu yếu phẩm và dung dịch sát khuẩn được trao tận tay đến các sinh viên đang gặp khó khăn. Theo được biết thì phần lớn các bạn sinh viên thì chọn cách là ở yên tại Đà Nẵng vì không muốn đem sự lo toan về cho gia đình, nên là phần lớn các bạn sinh viên sẽ chọn ở Đà Nẵng, nên là em nghĩ là rất là đông các bạn sinh viên sẽ cần những cái phần quà như thế này. Hiện tại thì em rất là cảm ơn với nhà trường đã hỗ trợ và hiểu do được hoàn cảnh sinh viên của em trong mùa dịch này. Em cảm ơn nhà trường. Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt và tham gia hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng như hiến máu nhân đạo, tăng cường bổ sung nhân lực vào lực lượng phòng giữ tại các chốt kiểm soát phòng dịch, tham gia công tác hậu cần cho các khu cách ly. Nay trong cái bối cảnh của mùa dịch Covid này, thì đoàn trường Đại học Đông Á đã phát động rất là nhiều cái phong trào trong các bạn sinh viên để nhằm hỗ trợ cho cộng đồng. Thứ nhất đó là cái chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho các bạn sinh viên hiện đang mắc kẹt ở tại Đà Nẵng, với số lượng là hơn 2.000 sinh viên của Đại học Đà Nẵng đã. Bên cạnh đó thì đoàn trường Đại học Đông Á cùng với khoa điều dưỡng, khoa y, liên chi đoàn của khoa y, khoa điều dưỡng đã tình nguyện hỗ trợ cho Sở Y tế của thành phố Đà Nẵng. Các bạn sinh viên đã tình nguyện ra tuyến đầu để cùng hỗ trợ với Sở Y tế. Và cái chương trình thứ ba của Đại học Đông Á đó là cùng với các bạn sinh viên thành lập một cái ngân hàng máu sống hiện tại để nhằm hỗ trợ kịp thời cho những trường hợp các bệnh nhân đang cần máu ở tại các bệnh viện ở Đà Nẵng. Cùng chung nhịp đập khẩn trương chống dịch của giáo viên và sinh viên toàn trường, một xưởng pha chế dung dịch sát khuẩn được cấp tốc thành lập tại khoa dược của trường Đại học Đông Á. Ngay trong những ngày đầu của đợt giãn cách xã hội lần thứ hai, tại đây hàng ngàn chai dung dịch sát khuẩn đã được pha chế, sử dụng trong nhà trường và cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh, các khu cách ly và các điểm kiểm soát phòng tránh dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Hiện tại thì khoa đã pha chế được hơn 1.000 chai dạng gel sát khuẩn để thứ nhất là trước mắt là cung cấp cho hỗ trợ cho các sinh viên đang ở lại Đà Nẵng, và thứ hai là cho cái trung tâm y tế quận Hải Châu. Bên cạnh đó thì khoa vẫn đang tiếp tục pha chế thêm các cái chai sát khuẩn, trước mắt là đáp ứng cho cái nhu cầu sử dụng của cán bộ nhân viên nhà trường. Chủ động và sáng tạo chung tay cùng thành phố Đà Nẵng ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19, các giảng viên, sinh viên trường Đại học Đông Á đã trở thành lực lượng tình nguyện, tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng. Và trong những ngày giãn cách, nhà trường vẫn tập trung bảo đảm duy trì chương trình học tập qua hệ thống giảng dạy trực tuyến. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thầy trò trường Đại học Đông Á cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng đang hướng đến chiến thắng khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh. Mời các đồng chí, quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email ngườitốtviectot.thnd@gmail.com hoặc gửi thư về địa chỉ Phòng Xây dựng Đảng, Truyền hình Nhân dân, 71 Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.